Thôi nào, tôi cần một ngôi làng đợi. Tôi đã thấy anh chàng đó trên YouTube. Tránh xa anh ta ra. Anh bạn, bạn đang ở nhà. Đi thôi, các bạn là của tôi. Người chơi vừa tham gia bẫy chủ là một kẻ giết người tàn nhẫn. Nhưng trưởng phòng của chúng tôi có một kế hoạch để ngăn chặn anh ta. Cảm ơn người dân làng của tôi. Đây là kế hoạch của tôi và con trai tôi. Này bạn, nghe này, các bạn sẽ làm việc cho tôi bây giờ. Anh ấy đang đặt tiền chạy. Con trai của tôi sẽ gặp bạn một chút. Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi, ồ ồ, bạn đã làm gì với người của tôi? Để tôi chỉ cho bạn và dân làng của bạn. Đã biến cưng tin vào Chúa và vị cứu tinh của chúng ta. Đã biến thành một người anh em gà. Tôi đã nhiều lần thất bại, nhưng chỉ có một người thành công. Cái gì không phải cái gì? Trong nỗ lực cuối cùng của tôi nhớ những gì mà Sister Jack đã dạy chúng tôi. Luôn luôn sử dụng que không làm ơn. Tôi có vợ và con không? Không không. Không không. Con trai tôi không bị bắt, hay sống sót. Trời ơi, bạn có nghe tin sáng nay không? Vâng, họ sẽ tấn công căn cứ của Jaxi. Các con đã sẵn sàng chưa? Tôi không thể nghe thấy bạn ổn. Thuyền trưởng sống trong một. Chúng ta cần phải ra khỏi đây trước khi họ tẩy não chúng ta. Phần yếu duy nhất của tế bào này là các thanh sắt. Mọi thứ khác đều là bê tông vững chắc, nhưng không có cách nào để phá vỡ những thanh sắt đó. Giá như chúng ta có một cái gì đó lớn và nặng. Tôi thích rùa. Được rồi, nhưng ai còn nhớ lối thoát? Kế hoạch trốn thoát là... Cái gì vậy? Âu không, cứ chạy đi. Làm thế nào chúng ta sẽ vượt qua dung nham này? Đợi tôi có một ý tưởng. Kiếm một ít bột xương được rồi, bắt đầu gửi thư rác. Trời ơi, nó đang hoạt động. Ai đang tạo ra tiếng vỗ tay đó? Được rồi, tất cả các bạn đều biết chúng tôi đến đây để làm gì. Hãy đưa anh ấy ra ngoài làm mẹ ngạc nhiên. Ôi chúa, đừng để người xem của tôi thấy điều đó. Bắt anh ta, đâm anh ta, tôi có tất cả những thứ này. Nhanh hơn một chút, anh ấy đang đi. Tránh xa Ludger, dắt xếp hàng dựa vào tường. Được chứ? Ồ. Ha ha, tôi nóng lòng muốn biến tất cả các bạn thành thú cưng của tôi, ha ha. Anh bạn. Cờ rắc trốn thoát đến Nether, không có cách nào chúng ta có thể bắt kịp anh ấy kịp thời. Âm thanh đó là gì? Hey Yokaji, đây là cậu bé cao. Tôi đeo mặt nạ với nụ cười hàng giờ liền. Đó là gì? Đợi, cái cột này có đi hết đường đến Nether không? Được rồi các bạn, chúng tôi có cơ hội cuối cùng để có được chúng. Hãy hạ gục anh ta cho tốt. Có một con dấu. Tôi nghe thấy anh ta giết chết những ngọn lửa. Hãy
hãy đưa anh ấy đi chơi khi anh ấy bận. Mê mơn vì nó rất vui và tôi thích làm anh ấy sợ. Anh ấy hét lên và tham gia vào nó và thật vui khi chờ đợi. Bạn không phải là gơ giấc, bạn là ai? Làm anh ấy sợ hơn. Tên tôi là Cơ Lê hay còn gọi là Đơ Dìm A. Ôi chúa ơi! Không có ích gì, tôi không thể làm được nữa. Báo cáo cho thấy rằng con trai trưởng có thể đã đi đến Nether vài tháng trước trong nhiệm vụ thất bại. Hãy đưa anh ấy trở lại. Con trai là bố. Đây là bác sĩ J.O.G.C. Chúng tôi bị giam cùng nhau trong nhà tù của Gerzak. Rất vui được gặp bạn. Anh ấy là lý do tại sao chúng tôi đã có thể chiến đấu chống lại Gerzak quá lâu. Chúng tôi đã xây dựng bí mật cơ sở đào tạo hiện đại dưới lòng đất để giữ cho quân đội của chúng tôi ở trạng thái tốt nhất có thể. Nhưng khi chúng tôi tiếp tục đụng độ với Gerzak, lực lượng của chúng tôi tiếp tục bị tẩy não bởi sự khốn khổ của anh ta. Một số binh sĩ đã giảm xuống chỉ còn 24. Vì vậy, để giành chiến thắng trong cuộc chiến này một lần và mãi mãi, chúng tôi đã quyết định đạt đến đỉnh cao của dân làng, kỹ thuật và thiết kế ăn gấu lâm mạnh nhất thế giới từng thấy. Vấn đề luôn luôn là rằng chúng tôi chưa bao giờ có thể tìm thấy một phi công. Nhưng từ những câu chuyện họ kể về bạn, có vẻ như bạn là người hoàn toàn phù hợp. Ôi chúa ơi! Xin chào bác sĩ Chesasi. Hôm nay có ít bạn hơn. Có ít chân tóc của bạn quá. Yêu anh ấy chỉ đang cố mủi chảy bạn. Vâng ngọn lửa, tiến sĩ Chesasi im lặng. Chúng tôi ở đây để cung cấp cho bạn một thỏa thuận. Ồ vâng, đó là thỏa thuận gì nếu bạn giao vị trí của những người dân làng còn lại? Chúng tôi sẽ không tẩy não ba bạn. Đàm phán không nên được bắt đầu bởi bên thua cuộc. Ý bạn là thua. Có 10.000 người trong chúng tôi và 3 người trong số các bạn. Bạn ngốc nhìn phía trên bạn này. Tại sao bạn chạy? Bạn có vũ khí duy nhất có thể đánh bại điều này. Tôi cá rằng đồ chơi của bạn không phù hợp với. Chờ đợi. Không đời nào nó dễ dàng như vậy đúng không? Hãy thắp sáng một lần nữa.